U23 Việt Nam ở trong trận đấu này đứng trong khung thành vẫn là thủ môn Bùi Tiến Dũng. Ba trung vệ của chúng ta sẽ là Duy Mạnh, Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng. Hai hậu vệ biên sẽ là Vũ Văn Thanh và sự xuất hiện của Xuân Mạnh. Rất có thể là Văn Thanh sẽ chuyển sang đá bên phía cánh trái và Xuân Mạnh đá bên phía cánh phải, giống như ở trận đấu gặp U23 Hàn Quốc trong khoảng 15 phút cuối trận. Ở phía trên thì ngoài hai gương mặt đã rất quen thuộc là Đức Huy và Xuân Trường, còn có thêm cầu thủ đã chơi rất tốt mỗi khi được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào sân, Phan Văn Đức. Và tất nhiên rồi, vẫn là hai cầu thủ tấn công quan trọng, Quang Hải và Công Phượng. Lần đầu tiên huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện tới hai sự thay đổi về nhân sự so với trận đấu trước. Nếu như trận đấu cuối cùng gặp U23 Syria chỉ là một sự thay đổi khi Văn Toàn vào sân ngay từ đầu thay cho Đức Trinh, thì trận này những hoàn cảnh về sức khỏe khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo buộc phải thực hiện sự điều chỉnh này. Nhưng cả Xuân Mạnh hay Phan Văn Đức đều đã được thử lửa ở những trận đấu trước và đều vào những thời điểm rất quan trọng. Chúng ta có thể thấy là sân vận động Thường Thục có nét kiến trúc rất giống với sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Và hy vọng rằng đây sẽ vẫn là một điểm tựa lớn dành cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Tiếng còi để báo hiệu trận đấu bắt đầu của trọng tài người Australia Christopher Bitt. Ở trong hiệp đấu đầu tiên này, đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình của quý vị. Công Phượng. Để chuẩn bị cho trận đấu này, U23 Việt Nam chỉ có đúng một ngày tập. Sau trận đấu với U23 Syria, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho các học trò nghỉ xả hơi một ngày. Đó là trận đấu mà chúng ta đã tốn quá nhiều sức lực và cũng đã gặp những tổn thất ở trận đấu ngày hôm nay khi Đoàn Văn Hậu không thể có mặt trong đội hình xuất phát của U23 Việt Nam. Một quả phạt cho các cầu thủ của chúng ta. Công Phượng là người đã bị cầu thủ đối phương phạm lỗi. Theo cách bố trí của huấn luyện viên Park Hang-seo thì hôm nay Công Phượng là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam. So với U23 Việt Nam thì Iraq rõ ràng là có lợi thế hơn khi họ được nghỉ nhiều hơn chúng ta một ngày. Người đứng trước quả đá phạt là Quang Hải và các trung vệ có khả năng đánh đầu tốt cũng đã xâm nhập. Những cầu thủ có khả năng đánh đầu tốt của chúng ta là trung vệ Tiến Dũng và Duy Mạnh. Văn Thanh. Văn Thanh rất nhanh. Cho đến thời điểm hiện tại thì U23 Việt Nam có 6 cầu thủ đã chơi trọn 270 phút ở vòng đấu bảng. Cú đánh đầu của Quang Hải. U23 Iraq sở hữu những cầu thủ có chiều cao rất lý tưởng. Lỗi của Xuân Mạnh. Những cầu thủ đã đá trọn 270 phút ở vòng đấu bảng của U23 Việt Nam gồm thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Tiến Dũng, trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng và tiền vệ Xuân Trường. Cùng với đó là hậu vệ Văn Thanh. Và xử lý bình tĩnh của thủ môn Tiến Dũng. Tiến Dũng đã phải tiêm thuốc giảm đau để có thể bước vào trận đấu này. Và các bạn cũng có thể thấy là đầu gối phải của Tiến Dũng đang cần tới sự can thiệp để có thể duy trì thể trạng và sức khỏe, trở thành thủ môn chính của chúng ta ngày hôm nay. Ba trận đấu ở vòng bảng trước đối thủ hàng đầu châu lục đã khiến các cầu thủ của chúng ta tổn hao rất nhiều sức lực. Và thêm một trận đấu trước ứng cử viên vô địch hàng đầu trong trận tứ kết ngày hôm nay nữa. Tinh thần thi đấu là một trong những điều đáng khen ngợi nhất của cầu thủ U23 Việt Nam cho tới thời điểm này của giải đấu. Văn Thanh. Trong buổi họp báo trước trận đấu này thì huấn luyện viên của hai đội đều tỏ ra rất quyết tâm. Trong đó huấn luyện viên Park Hang-seo của U23 Việt Nam cho biết là U23 Việt Nam sẵn sàng chơi tấn công trước U23 Iraq ở trận đấu ngày hôm nay.
và có thể giải quyết trận đấu sau 90 phút. Một phát biểu rất tự tin và cũng phần nào đó để khích lệ tinh thần thi đấu của cao thủ U23 Việt Nam. Quang Hải, Công Phượng xử lý khéo léo. Trong phát biểu của mình thì ông Sahat cũng nói rằng ông nghiên cứu rất kỹ lối chơi của U23 Việt Nam. Và có lẽ cũng nhờ sự nghiên cứu đó mà đến lúc này thì hai gương mặt được quan tâm rất nhiều là Công Phượng và Quang Hải. Mỗi khi hai cầu thủ tấn công của chúng ta có bóng thì thường có ít nhất là hai cầu thủ áo xanh vây quanh. Trong những năm gần đây thì bóng đá Việt Nam và bóng đá Iraq có nhiều lần đối đầu với nhau, trong đó có những trận đấu ở vòng loại của World Cup năm 2018. Trận đấu trên sân trung lập ở Tehran thì chúng ta thua 0-1. Trận đấu trên sân Mỹ Đình thì chúng ta hòa 1-1. Và cũng có những cầu thủ của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này đã từng góp mặt trong những trận đấu đó. Đó sẽ là những trải nghiệm cần thiết dành cho các cầu thủ của chúng ta. Nói đến vòng loại World Cup 2018 thì U23 Việt Nam là đội bóng duy nhất tại giải đấu năm nay chạm trán với tất cả các đội tuyển U23, có đội tuyển quốc gia dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 ở khu vực châu Á. Văn Thanh chuyển sang một cánh, Thanh thường không đá ở giải đấu lần này nhưng lại là vị trí sở trường của hậu vệ áo số 10. Chính xác. Anh Cường có thấy là chúng ta đang chơi phải nói là rất chủ động về thế trận, không co cụm ngay từ những phút đầu tiên. Mặc dù dâng lên với một đội hình như vậy nhưng chúng ta vẫn đảm bảo được sự an toàn khi mà Đức Huy, Xuân Trường và ba trung vệ vẫn có mặt ở bên phần sân nhà. Để có được cái sự linh hoạt như vậy thì tôi nghĩ rằng có công lao không nhỏ khi Huấn luyện viên Park Hang-seo đã thử nghiệm phương án ba trung vệ ở giải M50 Cup. Tuy rằng sơ đồ đó không được sử dụng tại giải đấu lần này nhưng nó đã giúp ích rất nhiều cho cách vận hành chiến thuật của U23 Việt Nam linh hoạt hơn và dễ luân chuyển hơn khi mà hai hậu vệ cánh khi cần hoàn toàn có thể dâng cao để trở thành những mũi tấn công và những thời điểm phải chống những tình huống lên bóng của đối phương họ sẽ trở thành những lá chắn trước khung thành của Tiến Dũng. Chính xác, đó vẫn là một sơ đồ 3-4-3, vẫn là một phương án dự phòng của ông Park Hang-seo ở giải đấu năm nay. Đó là pha lấy bóng của Safa Furaiji, số 16, tiền vệ trung tâm bên phía U23 Iraq. Một cầu thủ có ngoại hình khá giống với Fellaini, tiền vệ đang đấu cho Manchester United. Thành tích của U23 Iraq ở giải đấu trẻ này thực sự là rất ấn tượng. Và khi mà những đội bóng lớn được đánh giá cao như U23 Nhật Bản đã bị loại thì U23 Iraq càng thấy cơ hội vô địch của họ lớn hơn. Như hôm nay chúng ta đang sẵn sàng để tạo nên những thách thức thực sự dành cho tham vọng của đối thủ. Ở trận tứ kết thứ 3 diễn ra trước trận đấu này thì đội U23 Malaysia cũng đã phần nào để lại ấn tượng. Chỉ chịu thất bại sát nút với tỷ số 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Đúng là rất ấn tượng, nhất là khi Malaysia đã phải nhận bàn thua ở ngay giây thứ 12. Không có lỗi việt vị. Cú đá không tốt. Chúng ta cần phải theo dõi lại tình huống làm chậm mới biết là trong tình huống vừa rồi thì đội trưởng Barca của U23 Iraq đã việt vị hay chưa. Đây là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất trong đội hình của U23 Iraq, đội trưởng Barca Rezan, thủ tiền vệ tấn công. Và đây chúng ta theo dõi lại pha bóng này, chưa có lỗi việt vị. Anh
Ayman Hussein có vóc dáng tương đối giống với Mahmoud, tiền đạo đã từng ghi hai bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam ở tứ kết World Cup 2007. Phối hợp tốt, đường chuyền nhanh nhưng nó lại hơi mạnh so với đà băng lên của Văn Thanh. Đường chuyền ăn hơi nhiều ra má ngoài và được thực hiện bằng chiếc chân phải, không phải chân thuận của Quang Hải. Nhưng rõ ràng đó là một phương án tấn công mà có lẽ chúng ta đã tập nhiều để khai thác khả năng leo biên và tham gia tấn công tốt của hai hậu vệ là Văn Hậu và Văn Thanh. Cũng với một phương án như vậy đã mở ra tình huống mà chúng ta ghi bàn vào lưới U23 Hàn Quốc. Resan. UAE Iraq là một đội bóng lối chơi tấn công rất đa dạng. Cho tới lúc này, các cầu thủ Iraq đã có 5 người ghi tên mình vào bảng điện tử tại giải đấu năm nay và đến từ tất cả các tuyến. Đó là Mohamed Zafran, là Amjad Adwan, Ala Ali, Hussein Ali, Basarizan. Những cái tên ghi bàn phong phú và cái cách mà cầu thủ UAE Iraq làm tung lưới đối phương cũng rất đa dạng. Đánh đầu có, sút xa có, phối hợp bật tường có, đột phá có và tận dụng sai lầm của đối phương cũng có. Phan Văn Đức, Đức Huy. Ngày hôm nay thì Phan Văn Đức được thế chỗ của Văn Toàn. Xuân Trường, một trong 6 cầu thủ đã đá chính cả 3 trận đấu vòng đấu bảng và đã chọn tất cả các phút. Xuân Mạnh. Tiếp tục là Xuân Mạnh. Anh Dũng có thể thấy là cái cách mà Xuân Trường chỉ tay cũng để nói lên rằng sự liên lạc trong đội hình của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này là rất lớn. Dù các cầu thủ đến từ nhiều câu lạc bộ khác nhau và chỉ tập với nhau một thời gian ngắn nhưng rõ ràng là sự liên kết là rất tốt. Cú dứt điểm đầu tiên của U23 Việt Nam và đó là cú sút của Phan Văn Đức, người đã thay vị trí của Hà Đức Chinh trong trận đấu ngày hôm nay. Bóng đã chạm người cầu thủ đối phương. Cả 3 trận đấu vòng bảng thì Phan Văn Đức đều được tung vào sân ở hiệp 2 và những phút có mặt trên sân thì cầu thủ được triệu tập bổ sung này đều thi đấu tốt. Và hôm nay thì Phan Văn Đức xứng đáng từ một diễn viên phụ trở thành một cầu thủ đá chính, xuất hiện ngay từ đầu và có cú đá đầu tiên của chúng ta. Cú đá phạt của Quang Hải. Dứt điểm. Công Phượng đã ghi bàn. Bàn thắng đầu tiên của Công Phượng tại vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Bàn thắng đầu tiên ở giải năm nay nhưng là bàn thắng thứ hai của Công Phượng ở giải U23 châu Á. Tuyệt vời. Sự chủ động đã được chúng ta cụ thể hóa. Bàn thắng mở tỷ số đến ở phút thứ 13. Một pha tung người móc bóng của Phan Văn Đức. Và nhiệm vụ còn lại của Công Phượng là khá dễ dàng với một pha chạm bóng rất cảm giác. Rất cảm giác, đúng là như vậy. Và thật bất ngờ khi chúng ta ghi bàn vào lưới một đội có chiều cao tuyệt vời ở một tình huống cố định. Tiến Dũng không tham gia cụ thể vào tình huống này nhưng áp lực mà anh tạo ra cho hậu vệ đối phương là không hề nhỏ. Và rồi ông Park Hang-seo đã cho thấy mình hoàn toàn có lý khi biến Phan Văn Đức từ một kép phụ trở thành kép chính. Và hôm nay thì Công Phượng, bàn thắng dành cho anh là hoàn toàn xứng đáng. Lần thứ 3 tại giải đấu năm nay, U23 Việt Nam là đội bóng mở tỷ số. Nên nhớ khoan thủ hàng phòng ngự của U23 Iraq không phải là một bài toán dễ dàng, khi mà sau 3 trận đấu vòng bảng họ mới chỉ phải nhận đúng một bàn thua trong chiến thắng 4-1 trước đội tuyển U23 Malaysia. Đây là Xuân Mạnh. Vẫn tiếp tục là Xuân Mạnh. Vẫn còn rất nhiều thời gian ở phía trước nhưng đến lúc này thì hai cầu thủ thay thế đang mang đến cho chúng ta những cảm giác yên tâm nhất định. Xuân Mạnh ở vị trí hậu vệ phải và đặc biệt là Phan Văn Đức đã góp tiếng nói trong tình huống dẫn tới bàn thắng của chúng ta.
Chính Phan Văn Đức là người thực hiện quả đá dẫn tới quả đá phạt góc, và chính anh là người đã móc bóng để dẫn tới cú dứt điểm nhạy cảm của Công Phượng. Đây là cầu thủ đã được huấn luyện viên Park Hang-seo và các trợ lý của ông theo dõi rất sát sao ở giải U21 quốc gia cũng như là U21 quốc tế vừa kết thúc cách đây chưa lâu. Khi đến Việt Nam thì ông Park Hang-seo đã nói là cơ hội dành cho tất cả các cầu thủ của bóng đá Việt Nam, và đúng như vậy, khi mà tưởng như danh sách đã được đóng khung với một đội hình sang dự giải M50 Cup ở Thái Lan thì những cầu thủ đá tốt ở giải trong nước vẫn có cơ hội. Đình Trọng, bóng lên chân của Duy Mạnh, người có lẽ là chơi tuyệt vời bậc nhất trong trận đấu gặp Syria. Chính xác, những con số thống kê cho thấy là Duy Mạnh là cầu thủ chơi phòng ngự hiệu quả nhất với khả năng đánh chặn cản phá chính xác 100% trong trận đấu trước U23 Syria. Lần đầu tiên U23 Iraq phải nhận bàn thua trước ở giải đấu. Xuân Trường, những pha bóng của chúng ta không hề vội vàng khi các cầu thủ đều chờ những đồng đội của mình di chuyển. Khi đến với bóng đá Việt Nam và dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam thì điều Park Hang-seo thấy là nhược điểm lớn nhất đó là tính thông tin. Đức Huy, thông tin giữa các cầu thủ ở trên sân không được tốt, và đó là một trong những điều mà ông muốn khắc phục nhất. Kết quả thì bây giờ đã rõ, chúng ta thấy những pha bóng của chúng ta sở dĩ diễn ra tương đối mạch lạc, không hề có dấu hiệu vội vàng ở những thời điểm nóng bỏng nhất, cũng một phần là sự liên lạc. Khi một người băng ra để đối phó hoặc ngăn cản đầu thủ đối phương thì những âm thanh sẽ cho biết là đã có một cầu thủ sẵn sàng bọc lót ở phía trong. Quang Hải, đội hình của U23 Việt Nam vẫn đang được duy trì cự ly hết sức hợp lý. Đúng như anh Khương nói, trong tất cả các buổi tập, đặc biệt là khi mới đến nhận nhiệm vụ ở Việt Nam, ông Park Hang-seo liên tục yêu cầu các cầu thủ phải thường xuyên giữ liên lạc với nhau trên sân, thường xuyên tạo nên những tiếng nói và tiếng la hét với các đồng đội của mình để tạo nên một tập thể có sự liên kết và thống nhất. Có lẽ là U23 Iraq cũng có phần nào đó bất ngờ với cách mà chúng ta đã bắt đầu trận đấu này. Quang Hải rất bình tĩnh và cực kỳ nhịp nhàng. Văn Thanh rất hợp lý. Văn Thanh đường chuyền hay, tiếc là Công Phượng di chuyển sớm một nhịp thôi. Bất ngờ đang được đội bóng của chúng ta tạo ra. Thậm chí ngay trước U23 Syria thì cũng đã có những thời điểm mà các cầu thủ tấn công của chúng ta sẵn sàng tranh cướp bóng ngay trước khu vực 16m50 của đội bạn để tạo ra những áp lực cần thiết và khiến cho những cố gắng lên bóng của U23 Syria gặp khó khăn. Bóng đi hết đường biên dọc rồi. Pha bóng một phần nào đó cho thấy là các thủ Iraq ở một số vị trí đang không giữ được sự bình tĩnh cần thiết. Đúng là như vậy, người vừa để mất bóng và có một pha xử lý vụng về lại là một trong những hậu vệ hay nhất của U23 Iraq, hậu vệ cánh phải Ala Emhawi, người cũng đã có một bàn thắng ấn tượng ở giải đấu lần này.
chúng ta đang có một bộ đôi tiền vệ trung tâm mới có thể bổ trợ cho nhau rất tốt, đó là Đức Huy và Xuân Trường. Công Phượng nhịp nhàng, rất nhịp nhàng và cực kỳ tự tin. Mỗi trận đấu là một điều bất ngờ mà ông Park Hang-seo và các học trò của mình dành cho đối thủ. Đội hình của U23 Việt Nam đang được đẩy lên cao hơn so với trận gặp U23 Syria. Và tuyến trên cũng đang hỗ trợ phòng ngự rất tốt, cách thi đấu áp sát và rất tích cực tranh cướp bóng ngay bên phần sân của đối phương. Từ đó phần nào đã giảm được rất nhiều áp lực cho hàng phòng ngự của chúng ta. Xuân Mạnh. Nếu như có Đức Trinh ở trên sân thì giải pháp tạt bóng vừa rồi là một sự lựa chọn không tồi. Trong số các cầu thủ U23 Việt Nam thì Đức Trinh là mẫu cầu thủ có khả năng băng cắt tốt, quả bóng chính xác, tình huống xử lý của Đình Trọng. Lỗi của Công Phượng. Cự ly đội hình của chúng ta được duy trì tốt khiến cho đội bạn buộc phải đẩy nhiều quả bóng ra hai biên. Và vừa rồi có vẻ như lại có thêm một tình huống xử lý xuất sắc nữa của Tiến Dũng khi đạo diễn hình trận đấu đang phát lại pha va chạm của Công Phượng. Và đây, bàn thắng mở tỷ số của chúng ta, cú móc bóng của Phan Văn Đức, cú chạm bóng của Công Phượng. Một bàn thắng ở một tình huống cố định có lẽ là điều thực sự bất ngờ. Bất ngờ với người hâm mộ và đặc biệt bất ngờ với chính U23 Iraq. Hamza Adnan. Hamza Adnan cũng được coi là một Ali Adnan mới của bóng đá Iraq. Cầu thủ đá cánh trái lên công về thủ toàn diện. Buran. Cho đến lúc này thì dường như các cầu thủ của chúng ta đang hạn chế được những điểm mạnh nhất của U23 Iraq, đó là lối chơi kỹ thuật, những cú sút xa và cả những quả tạt bóng bổng từ hai biên. Và can thiệp kịp thời của Quang Hải, bóng không đến chân của Adnan. Chính việc những Công Phượng, Quang Hải hay Phan Văn Đức tích cực áp sát như vậy khiến cho đội bạn không có không gian để triển khai bóng. Việc đeo bám đối phương nhiều như vậy đòi hỏi thể lực rất lớn. Nhưng chúng ta đã làm như thế trong cả 3 trận đấu vòng bảng và tiếp tục duy trì cho đến lúc này của trận đấu với Iraq. Văn Thanh. Lỗi của đội bạn. Văn Thanh là một trong những vị trí mất nhiều sức nhất tại giải đấu lần này. Phần vì Văn Thanh đã đá chọn thời gian ở những trận đấu vòng bảng. Phần khác vì vị trí của Văn Thanh khi chúng ta đối đầu với những đội bóng thiên về tấn công biên là vị trí được khai thác rất nhiều. Trận đấu gặp Syria là những tình huống tấn công ở biên trái liên tục của đội bạn. Những trận đấu với Australia hay với Hàn Quốc cũng vậy. Safa. Hamza Adnan. Zoumali. Mohamed Zoumali. Một quả phạt cho U23 Iraq.
tình huống can thiệp của Lương Xuân Trường. Thể lực của Lương Xuân Trường được cải thiện rất nhiều tại giải đấu lần này. Cho dù thời gian Trường đá tại Hàn Quốc và được góp mặt trên sân là rất ít, nhưng ở giải đấu lần này thì Trường đã thi đấu trọn 270 phút ở 3 trận đấu vòng bảng và chơi với một cường độ rất cao. Chính xác thì đây phải là tình huống mà đội bạn phạm lỗi khi đã có một tình huống đá vào phía sau của Đức Huy. Nhưng đây là một tình huống sẽ mang đến cho chúng ta những lo ngại. Mọi thứ đã qua đi. Những pha bóng như vậy thường được cao thủ Iraq triển khai rất tốt. Và cũng có thể thấy trong tình huống này, nếu như đó là một pha chạm bóng tốt hơn nữa của Amen thì mọi thứ đã rất khó khăn với Tiến Dũng rồi. Các đội bóng Trung Đông thường sử dụng một cầu thủ trung phong cắm có thể hình lý tưởng, sẵn sàng thể hiện những pha không chiến, những pha tì đè, uy hiếp khung thành của đối phương. Năm 2007, hai bàn thua của chúng ta ở tứ kết trước đội tuyển Iraq đều là những tình huống cố định. Một cú treo bóng bổng vào trong và Mahmoud đánh đầu, và sau đó Mahmoud đá phạt trực tiếp để ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển quốc gia Iraq. Cho đến lúc này U23 Iraq không tấn công Nguyên nhiều mà họ lại sử dụng nhiều đường truyền bóng từ sân nhà treo bóng vào trước khung thành của Bùi Tiến Dũng để trung phong cắm bên phía đội bóng này tận dụng chiều cao. Pha tranh cơ bóng tốt của Quang Hải. Tiếp tục là Quang Hải, Đức Huy, Xuân Mạnh. Pha bóng khiến cho U23 Iraq gặp rất nhiều khó khăn, nhưng họ cũng đã kịp mở một đường bóng ở bên trái. Pha bóng chính xác, Phan Văn Đức. Tình huống xử lý tốt của Văn Thanh. Tiếp tục là Văn Thanh. Vẫn là Văn Thanh. Hơi vội. Văn Thanh dứt điểm khi mà chân trụ của cầu thủ này không được tốt. Đó là một tình huống đi bóng khá táo bạo, trọng thẳng vào giữa hàng phòng ngự của U23 Iraq. Basa. Hussein. Tiếp tục là một quả tạt. Trọng tài người Australia thổi penalty. Trọng tài Christopher Pitt đã chỉ thẳng tay vào chấm phạt đền. Đó có vẻ như là một quyết định nặng tay của ông Christopher Pitt. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta phải đối mặt với một quả penalty. Ở trận đấu với U23 Hàn Quốc thì Tiến Dũng đã bình tĩnh để ngăn cản ý đồ đá Penanka của chân sút U23 Hàn Quốc. Cơ hội cho Amen Hussein. Tiến Dũng và Amen Hussein. Rất tiếc. Rất tiếc.
Nếu như Tiến Dũng lại không đổ người như ở trận đấu gặp U23 Hàn Quốc thì có thể anh đã cản được cú đá của Emen Hussein. U23 Iraq đã có bàn thắng ở thời điểm họ đang gặp khó khăn. Vô cùng đáng tiếc. Cái chân của Tiến Dũng vẫn không đủ lực để ngăn cản bóng đi vào lưới. Chỉ một chút xíu nữa thôi là Bùi Tiến Dũng sẽ có lần thứ tư liên tiếp cản phá thành công penalty trong sự nghiệp của mình. Đình Trọng, Đỗ Duy Mạnh, cho dù đã bị đánh bại nhưng có thể thấy là Tiến Dũng có khả năng bắt penalty rất tốt. Tại giải M150 Cup thì Tiến Dũng đã một lần thành công. Ở giải U23 châu Á, thủ môn này cũng đã một lần ngăn cản cho chúng ta. Tình huống dùng tay chơi bóng của số 8 Mohamed Khalid. U23 Iraq đã bất bại ở vòng bảng. Họ ra quân với chiến thắng đậm 4-1 trước U23 Malaysia. Sau đó là trận hòa trước Ả Rập Xê Út. Và ở trận đấu cuối cùng thì họ giành chiến thắng 1-0 trước U23 Jordani. Chính thức góp mặt ở vòng tứ kết. U23 Iraq đến với giải đấu năm nay với quyết tâm là lên ngôi cao nhất, giống như họ đã làm được năm 2013. Một dàn cầu thủ rất chất lượng. Besa. Đội bóng áo xanh đang thay đổi cách thức tiếp cận khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Pha đánh đầu của Bùi Tiến Dũng. Phạt góc dành cho U23 Iraq. Chắc chắn ở phía trong thì cái tên Emen Hussein sẽ lại đặc biệt được chú ý bởi chiều cao của mình. Ahmed Mohsin, Safa. Quyền chủ động trong những phút vừa qua đang thuộc về U23 Iraq. Đây là trận đấu dù quyết tâm và dám chơi tấn công trên đối thủ nhưng U23 Việt Nam cũng vẫn cần phải biết cách phân phối sức hợp lý. Thể lực của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam lúc này đang ở mức khá thấp khi chúng ta đã trải qua 3 trận đấu cực kỳ khó khăn ở vòng đấu bảng. Hamza Adnan. Quang Hải có cơ hội để phản công. Công Phượng. Rất đông những cầu thủ áo xanh sẵn sàng vây quanh Công Phượng. Đình Trọng, Xuân Mạnh,
là một đường truyền xẻ nách của Quang Hải nhưng hơi nhẹ. Rất may thì bóng không tới được vị trí của Hussein. Phan Văn Đức, Quang Hải. U23 Iraq cũng không đẩy lên đội hình quá cao. Xuân Trường vẫn đang bình tĩnh quan sát. Đức Huy. Đường chuyền dài của Xuân Trường. Safa. Ahmed Mosin. Hamza Adnan. Ở những trận đấu trước, Hamza Adnan rất thường xuyên có những pha leo biên. Nhưng ở trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta gần như chưa thấy pha tấn công biên nào hiệu quả của Hamza Adnan. Đúng là so với cầu thủ U23 Syri, kỹ thuật cá nhân của cầu thủ U23 Iraq là tốt hơn rất nhiều. Chúng ta rõ ràng đang phải đối mặt với một đội bóng vừa to khỏe, thể hình, thể lực đều tốt hơn chúng ta và lại còn có kỹ thuật tốt. Khó khăn chắc chắn là sẽ tăng lên so với trận gặp U23 Syria. Những tình huống phạm lỗi ở gần khu vực 16m50 như thế này là điều mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã chỉ đạo cầu thủ phải hạn chế, nhưng kỹ thuật của U23 Iraq quá tốt khiến cho cầu thủ Hồ Tiến Dũng buộc phải phạm lỗi. Và pha bóng của Xuân Trường. Việt vị. Lỗi Việt vị. Một tình huống hiếm hoi mà Hamza Adnan dâng cao. Chính xác. Tình huống mà Ayman Hussein chỉ bắn xuống thấp hơn hàng phòng ngự của Việt Nam một chút xíu thôi. Pisa. Buran. Hamza Adnan. Giải U23 châu Á lúc này đã xác định được 3 gương mặt có mặt ở vòng bán kết. Đó là Uzbekistan, Qatar và U23 Hàn Quốc. Trong số 3 đội bóng này thì việc cầu thủ Uzbekistan có mặt ở bán kết là khá bất ngờ. Thì ngày hôm qua họ đã biến U23 Nhật Bản trở thành cựu vô địch bằng chiến thắng 4 bàn không gỡ. Quả đá phạt cho các cầu thủ của chúng ta.
U23 Iraq được nghỉ nhiều hơn U23 Việt Nam một ngày. Ở một bảng đấu được coi là mạnh nhất nên đội bóng áo xanh cũng có quyền để có những tính toán cho thể lực của mình. Và trận đấu cuối cùng gặp Jordani, U23 Iraq không mất quá nhiều sức để giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Không chia bóng tốt, pha xử lý của Phan Văn Đức, Văn Thanh, Đức Huy, Duy Mạnh, Quang Hải, Xuân Mạnh, đội bóng tự tin. Xuân Trường, Đức Huy, Đức Huy phải nói là rất tự tin vào khả năng sút xa của mình. Một pha xử lý vừa rồi. Đó là Duy Mạnh. So với giải M150 Cup, Duy Mạnh đã tiến bộ rất nhiều ở vòng chung kết U23 châu Á năm nay. Lên bóng của đội bạn là rất đa dạng. Cú đá của Emen Hussein, người có thể hình rất giống với Mahmoud của 11 năm về trước mà cũng đang gây ra nhiều khó khăn cho chúng ta. Emen cao tới 1m90, chơi đầu tốt và xử lý bóng bằng chân cũng khá khéo. Sau hai nhịp thì Tiến Dũng đã bắt gọn bóng. Nhưng cách mà cầu thủ U23 Iraq đá quả phạt góc vừa rồi cho thấy họ rất tự tin với chiều cao của mình. Điều khá thú vị về thủ môn Bùi Tiến Dũng. Cầu thủ của chúng ta từ đầu sự nghiệp không phải ở vị trí thủ môn mà chơi trung vệ. Rồi sau đó đội bóng của anh không có người bắt ở khung thành nên đã được ban huấn luyện yêu cầu đứng ở trong khung gỗ, và bây giờ thì Tiến Dũng đã gắn bó với vị trí này suốt từ đó. Trọng tài cho rằng Xuân Mạnh đã phạm lỗi. Trận đầu tiên đá chính nhưng Xuân Mạnh thường xuyên phải đối mặt với những hậu vệ biên. Những tiền vệ biên có khả năng tham gia tấn công rất tốt của U23 Iraq. Sau khi có bàn thắng thì sự xuất hiện của Hamza Anan là nhiều hơn. Và cầu thủ áo số 2 của chúng ta cũng phải làm việc vất vả hơn. Những phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Mỗi lần pha bóng bổng của Iraq trôi qua, quả thực là chúng ta lại thừa phạm. Lỗi của Hussein. Quê hương của ông Christopher Beat là một trong những ứng cử viên vô địch ở giải đấu lần này, nhưng U23 Australia lại bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Và đội bóng góp phần loại Australia không phải đội nào khác chính là U23 Việt Nam.
Bisa. Hussein. Safa. Bóng lên chân của các cầu thủ 23 Việt Nam, đường truyền của Xuân Trường. Bàn thắng của Ayman Hussein có ý nghĩa rất quan trọng với U23 Iraq. Sau bàn thắng đó thì thế trận mà đội bóng này có được rõ ràng là tốt hơn. Đọc tình huống tốt. Một phút bù giờ cho hiệp một trận đấu. Quả đá phạt lên cho đội tuyển U23 Việt Nam. Trước khi mà U23 Iraq có được bàn thắng gỡ hòa từ chấm penalty thì bóng này tỏ ra khá bế tắc trong những phương án tấn công về khung thành của U23 Việt Nam. Thực sự thì đó là một tình huống thổi penalty nặng tay của trọng tài người Australia Christopher Beat. Hai cầu thủ trung vệ của chúng ta nhảy lên tranh cướp bóng, không có những động tác tì đè hay phạm lỗi đẩy người với Ayman Hussein. Cũng có thể thấy là tiền đạo của U23 Iraq tinh quái ở tình huống đó. Như vậy là hiệp một trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Iraq, trận tứ kết cuối cùng của vòng chung kết U23 châu Á năm nay đã khép lại với tỷ số 1-1. Các cầu thủ U23 Việt Nam tiếp tục có một hiệp đấu thành công. Chúng ta nhập cuộc rất tự tin, chủ động và đã có bàn thắng mở tỷ số với pha lập công đầu tiên của Công Phượng ở giải đấu năm nay. Sau cú tung người móc bóng của Phan Văn Đức. Những phút sau đó U23 Iraq tỏ ra bế tắc, nhưng cuối cùng thì họ cũng đã có được bàn thắng gỡ hòa từ chấm penalty.